Người phụ nữ nghi ngờ chồng ngoại tình. Cô quyết định thử lòng chồng qua chuyến du lịch dưới sự xúi dục của bản thân. Chuyến du lịch lần này giúp cô gặp được chàng trai khiến cô rung động. Tối đó cô đã thân mật với cậu. Cô đã ngoại tình sau lưng chồng lần đầu tiên. Cô sẽ đối mặt với chồng và nhân tình thế nào đây? Chào mừng các bạn quay trở lại kênh. Hôm nay tôi sẽ review bộ phim kinh dị tâm lý cám dỗ chết chóc. Landy là một giáo sư luật học, chồng cô Leonard là một thẩm phán. Hai vợ chồng có một cô con gái, cuộc sống cũng khá hạnh phúc. Sau khi sảy thai đứa thứ hai, mọi chuyện đã thay đổi. Hai vợ chồng cãi nhau thường xuyên, chồng cũng không muốn gặp cô nữa. Anh lại hay nhắc cô thư ký Ameza khiến Landy nghi ngờ chồng ngoại tình. Nhưng cô chưa có chứng cứ. Buổi tối, điện thoại của Leonard hiện lên một tin nhắn. Thấy chồng đang ngủ say, cô cầm điện thoại lên xem. Cuối cùng đã chắc chắn chồng thật sự ngoại tình. Landy nhất thời không biết phải làm gì nên ra ban công điều chỉnh tâm trạng. Không ngờ lại có người chụp trộm cô. Khi trời sáng, Landy không vạch trần chồng mà rủ bạn thân Brenda ra ngoài chơi. Cô nói chuyện chồng ngoại tình cho Brenda. Brenda đã sớm nhìn ra cuộc hôn nhân của Landy có nhiều vấn đề. Ngoại tình chỉ là vấn đề thời gian thôi. Brenda sống khá thoáng, nếu chồng đã ăn trả thì mình cũng ăn nem. Đang nói chuyện thì Brenda bị thu hút bởi một chàng trai trẻ. Brenda thoải mái chào hỏi Jacob, sau đó dẫn cậu đi quẩy. Landy không yên tâm về chồng nên gửi cho Leonard một tin nhắn. Nhưng cô không nhận được hồi âm. Chồng cô đi chỗ quái nào rồi, hẹn hò với Ameza à? Nghĩ đến đây, cô mất hết hứng chơi bời. Lúc đó cô bị trai lạ tán tỉnh, nhờ Jacob giúp đỡ mới đuổi được hắn đi. Hai người cũng trở nên thân quen hơn. Brenda nghĩ mình đã từng gặp Jacob ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Brenda không phải người thích nghĩ ngợi nhiều, không nhớ ra thì thôi vậy. Cô ta dẫn Landy và Jacob đi nhảy nhót vui vẻ. Sau một điệu nhảy, Landy đã đổ gục trước Jacob. Cô và Jacob đến biệt thự nhà Brenda hưởng thụ một đêm tuyệt vời. Mãi đến tận trưa hôm sau Landy mới về nhà. Leonard cũng có gì đó bí ẩn, anh nói mình vẫn ở cùng anh trai Vujo. Landy hỏi hai người đã đi đâu, câu trả lời lại khác một trời một vực. Một người nói đi bơi, một người nói đi đánh bóng. Landy biết chồng nói dối nhưng không để trong lòng. Nhưng tối hôm đó cô không tập trung làm việc được. Đêm đó Jacob đột nhiên xuất hiện trong bể bơi nhà cô. Lần trước đã thân mật với nhau, cô không kiềm chế được. Leonard đột nhiên xuất hiện, anh không do dự cho Jacob một phát đạn. Sau đó là đến lượt cô ăn đạn. Cô giật mình tỉnh dậy nhờ tiếng súng. Cô quay đầu nhìn thấy chồng đang tắm rửa. Điện thoại bên cạnh kêu lên là tin nhắn của Ameza gửi đến. Thư ký nói đã đặt chỗ và phòng hưởng tuần trăng mật rồi. Landy cố ý hỏi Leonard có muốn mình đọc giúp tin nhắn không. Leonard vội vàng từ chối. Cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không tiếp tục cho hỏi. Landy đến trường dạy học, không ngờ Jacob lại là sinh viên học lớp cô. Chuyện này khiến cô vô cùng bối rối. Tan học Landy vội chạy trốn, nhưng lốp xe lại hết hơi. Jacob thấy vậy thì chủ động giúp đỡ cô. Trong khi đó Brenda được tìm thấy đã chết trong nhà mình. Ngoại trừ vết thương trên cổ tay, trên người cô ta không có vết tích gì. Nếu nói là tự sát thì không thấy gì thư đâu. Cảnh sát phát hiện Brenda là nhân chứng của vụ án Benjamin. Vụ án Benjamin là vụ án giết một cô bé vào 10 năm trước. Lúc đó vụ án này do anh trai của Leonard là Vujo phụ trách. Vì vụ án này mà chân của Vujo đã bị trúng đạn. Sau đó vụ án chuyển cho cảnh sát khác tiếp nhận. Lúc đó cảnh sát báo tìm thấy hai chiếc ba con sói đã dùng. Vấn đề xuất hiện rồi. Theo xem xét hiện trường, Brenda chết do tự sát. Nhưng ai lại qua một đêm nồng cháy trước khi tự sát chứ? Vì thế cái chết của Brenda không hề đơn giản. Khám xét xong hiện trường, cảnh sát chuẩn bị rời đi. Điện thoại của Brenda đột nhiên đổ chuông, là tin nhắn Landy gửi đến. Chàng trai trẻ cuối tuần trước là sinh viên của cô. Cảnh sát lập tức gọi Landy đến hỏi cung. Theo lời khai của Landy, cô chỉ ở cùng Brenda đến thứ bảy. Sáng chủ nhật cô đã về nhà rồi. Cô không biết gì về việc tự sát của Brenda vào tối chủ nhật. Hai người ở cùng nhau cả ngày thứ bảy, cô cũng không thấy Brenda có gì khác lạ. Nhìn vẻ mặt của Landy, cảnh sát biết ngay cô đang nói dối. Nhưng họ không vạch trần cô. Trong khi đó, Vujo dẫn cháu gái Jinle vào tham quan phòng tử thi. Đúng lúc nhìn thấy thi thể của Brenda, anh ta lập tức bị sốc không nói nên lời. Anh ta nghĩ đến chuyện lúc trước. Tối đó Vujo đến nhà Brenda tỏ tình mùi mẫn với cô ta. Nhưng Brenda không tin mấy lời nhảm nhí của anh ta. Cô nghĩ anh ta vẫn yêu Landy. Quan hệ của mấy người này thật phức tạp. Trong khi đó, Landy phát hiện ra hóa đơn chồng mua trang sức. Cô vô cùng tức giận. Cô chưa kịp tìm chồng tính sổ thì lại nhìn thấy một tin nhắn. Bảo Leonard yên tâm. Bí mật của hai người sẽ không bị Landy phát hiện đâu. Cô lập tức mặc quần áo ra khỏi nhà mặc tiếng gọi của chồng. Landy đến tiệm sửa xe nhìn Jacob từ xa. Không đợi Jacob lại gần, cô lái xe rời đi luôn. Để lại Jacob đứng một mình trong cơn mưa. Hôm sau Jacob biết chuyện của Brenda qua lời Landy. Trước đây Brenda từng là một giáo viên. Vì 10 năm trước một cô bé bị xâm hại và rách chết nên mới mất việc. Sau đó không ngừng ăn chơi tiệc tùng, chỉ biết có đàn ông. Landy biết Brenda đang trốn tránh nên không khuyên cô ta. Nhưng cô không ngờ đến Brenda sẽ chọn tự sát. Nếu như cô khuyên nhủ Brenda sớm hơn thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Jacob khuyên cô đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của cô. Hơn nữa, Jacob rất hiểu cảm giác của cô vì bố cậu cũng chết vì tự sát.
Trong khi đó, Vujo bình tĩnh lại sau cú sốc tinh thần. Anh ta bắt đầu tìm hiểu vụ án của Brenda. Tĩnh mạch trên tay trái bị cắt đứt, thắt lưng được dùng để cầm máu. Về phần thắt lưng của ai, cảnh sát vẫn chưa tra ra. Trên người không có dấu vết tấn công tình dục hoặc bạo lực, cũng không tìm thấy di thư. Rốt cuộc cái chết của Brenda là do tự sát hay do tội phạm thông minh làm? Nandi có điểm đáng nghi. Cô từng gửi tin nhắn cho Brenda. Theo nội dung tin nhắn, ở cùng Brenda ngày thứ bảy ngoài Nandi còn có một người đàn ông. Cảnh sát đã hỏi cung Nandi, cô không khai thật. Sau đó Vujo tìm Nandi để hỏi người đàn ông đó là ai. Anh ta nghi ngờ người đàn ông đã ngủ với Brenda rồi giết cô ta. Chuyện đã đến nước này, Nandi cũng không giấu giếm nữa. Cô thừa nhận người lên giường với Jacob là mình. Ba con sói mà cảnh sát phát hiện không liên quan đến cái chết của Brenda. Chuyện này khiến Vujo vô cùng sốc. Cùng lúc đó, con gái Nandi nhận được tin nhắn từ người lạ. Là tài khoản nặc danh, tên đăng ký là Pokeboy. Vì tò mò, Jin Lê trả lời tin nhắn của đối phương. Sự hài hước của đối phương nhanh chóng thu hút Jin Lê. Cô bé nhắn tin với cậu gần như mọi lúc mọi nơi. Nandi khó lòng chấp nhận được cái chết của Brenda. Lúc thân mật với Jacob cũng nhớ về bản thân. Trước khi đi, cô đề nghị chia tay Jacob, hai người không thể tiếp tục như thế này. Dù sao cô cũng đã kết hôn. Đợi Nandi rời đi, Jacob lặng lẽ nhìn những tấm ảnh trong tay. Thì ra người chụp trộm Nandi trong bóng tối không ai khác ngoài Jacob. Xem ra cuộc gặp gỡ của hai người không phải là ngẫu nhiên, mà là do Jacob dày công sắp xếp. Nhưng sao Jacob lại làm thế? Do thật sự yêu Nandi hay còn có mục đích khác? Thời gian quay về 10 năm trước. Hôm đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của Nandi và Leonard. Hai người mời bạn bè thân thiết đến cùng chúc mừng. Leonard tặng cho Nandi một con thiên nga làm quà. Ai cũng biết thiên nga chỉ trung thành với một bạn đời. Leonard tặng Nandi con thiên nga để thể hiện mình sẽ mãi chung thủy với cô. Brenda đột nhiên mở lời. Thiên nga cả đời thật sự chỉ có một bạn đời. Nhưng thiên nga cái sẽ giao phối với thiên nga khác. May thay, Vujo phản ứng nhanh, cố tình làm đổ rượu. Lấy lý do đó để đưa Brenda về nhà. Hai người cứ thế lên giường với nhau. Xong việc, Brenda nói thật lòng mình cho Vujo. Cô luôn nghĩ về cô bé đó. Cô mong Vujo sẽ lấy lại công bằng cho cô bé. Điều này không cần Brenda nói thì Vujo cũng sẽ làm. Vì anh ta là một cảnh sát. Sau khi an ủi Brenda, Vujo rời khỏi nhà cô. Không ngờ lại bị tấn công, chân bị trúng đạn. Từ đó về sau, vụ án của cô bé giao lại cho cảnh sát khác. Đến nhà Brenda lần nữa, trong lòng Vujo vẫn còn sợ hãi. Lúc đó cảnh sát đến, Vujo được biết vụ án của Brenda là tự sát. Anh ta muốn nhờ cảnh sát giúp một việc là đừng điều tra nữa. Vì hai người phụ nữ này đều rất quan trọng đối với anh ta. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, cảnh sát đã xem camera giám sát trên đường phố. Theo tình hình trước mắt, chắc chắn Nandi đã nói với Vujo ba con sói là của ai. Vujo không phản bác cũng không thừa nhận. Anh ta chỉ nói nó không liên quan đến cái chết của Brenda. Hy vọng cảnh sát mau chóng kết án. Nandi miệng thì nói muốn chia tay. Nhưng thấy Jacob không tới lớp thì không kiềm được gọi điện thoại cho cậu. Sau khi biết Jacob muốn nghỉ học, cô đến hẳn tiệm sửa xe tìm cậu. Nói nếu lý do là vì quan hệ của hai người. Jacob không muốn gặp cô thì có thể đổi lịch mà không cần nghỉ học. Nói thì hay đấy. Nhưng Jacob vừa lại gần cô đã không kiềm được rồi. Hai người lại vần nhau lần nữa, cô cũng xác định được tình cảm của mình. Cô sẽ đề nghị ly hôn với chồng để ở bên cạnh Jacob mãi mãi. Hai người bắt đầu ở bên nhau như cặp đôi mới yêu. Jacob tặng hoa cho Nandi, cô nhìn thấy thì rất vui. Để tránh bị chồng phát hiện, cô giấu hoa vào trong hành lý. Không lâu sau đó, Nandi dự tang lễ của Brenda. Leonard lại lén nghe điện thoại sau lưng cô. Xem ra cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết. Vujo nhân cơ hội nói với Nandi nên tránh xa Jacob. Anh ta khẳng định Leonard không hề ngoại tình. Có ngoại tình hay không cô tự biết, không cần Vujo phải nhắc. Cô cảnh cáo Vujo đừng can thiệp vào cuộc sống của mình. Một ngày mới lại bắt đầu. Leonard phải đi dự hội thảo đến tối mai mới về. Vì ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Leonard luôn khắc ghi ngày này trong tâm trí. Lúc tiễn chồng đi, Nandi thấy nữ thư ký được nhắc đến kia. Cô ấy đúng thật là đẹp hơn cô, trong lòng cô rất ghen tị. Cô đi tìm Jacob phát tiết. Một buổi tối trôi qua, cô cũng chuẩn bị về nhà. Ai ngờ Vujo lại tìm đến tiệm sửa xe. Hai bên cãi qua lại vài câu. Bị Nandi kiên quyết đuổi đi, Vujo chỉ đành lái xe rời đi. Khi về đến nhà, con gái Jin Lê gọi điện cho cô. Bảo cô đến trang viên nào đó đón cô bé. Tuy cô không thoải mái với chồng, nhưng con gái rứt ruột đẻ đau. Cô không hề do dự đồng ý với cô bé. Vừa cúp điện thoại, cô nhận được tin nhắn của luật sư. Đơn ly hôn đã soạn xong, khi nào cô sẵn sàng là có thể ly hôn. Tin nhắn này khiến Nandi vô cùng vui sướng. Ngay cả lúc đang lái xe cũng ngân nga vài câu hát. Jin Lê vừa cúp điện thoại đã nhắn cho người tên Pokeboy kia. Đã vài ngày cậu không trả lời tin nhắn của cô bé rồi. Cô bé tức giận gửi tin nhắn dọa cậu còn không rep thì block. Vừa nhắn xong thì Pokeboy nhắn lại. Chỉ một lúc sau, Nandi lái xe đến trang viên. Trước mắt cô là chồng và một đám bạn thân thiết. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Đây là bất ngờ mà Leonard dành cho cô. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên có một người lạ mặt. Lúc đó Jin Lê nhận được tin nhắn, đối phương hỏi cô bé mẹ có bất ngờ và vui không. Cô ấy có vui không?
cô ấy ở đây chắc hẳn đang chỉ Nani. Vậy người gửi tin nhắn bí ẩn kia là Pokeboy. Vậy Pokeboy lại là ai đây? Không cần nghĩ cũng biết chính là Jacob. Món quà bất ngờ của Leonard khiến Nani rất vui. Thư ký Ameza đột nhiên nói. Để Ameza không phát hiện, cô ấy đã cố gắng không gửi nhiều tin nhắn cho Leonard. Lúc này Nani mới nhận ra chồng mình không hề ngoại tình. Tin nhắn Ameza gửi đều liên quan đến bất ngờ chuẩn bị cho cô. Nhưng bất ngờ không chỉ có một. Leonard xin lỗi Nani trước mặt tất cả mọi người. Xin lỗi một năm nay đã không quan tâm đến Nani. Sau này sẽ hết mình vun đắp hạnh phúc gia đình. Nói xong anh tặng cho vợ một món quà, vẫn là thiên nga. Nó đại diện cho tình yêu chung thủy của Leonard. Bữa tiệc kết thúc, hai người chén nhau. Không ngờ Jacob đứng ở ngoài nhìn trộm. Vujo vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Jacob. Sau khi về nhà anh ta điều tra về cậu. Anh ta phát hiện ra bố của Jacob là Benjamin. Benjamin là ai? Chính là người bị kết án giết hại một cô bé 10 năm trước. Lúc đó không có chứng cứ nào chứng minh Benjamin là hung thủ. Nhưng Leonard lại khăng khăng cho rằng ông ta là hung thủ. Nghĩ đến đây Vujo vội vàng gọi cho đồng nghiệp ở cục cảnh sát. Bảo đồng nghiệp giúp tìm lại vụ án của Benjamin. Anh ta tìm cảnh sát muốn xem camera giám sát gần nhà Brenda. Vujo phải điều tra đến cùng vụ này. Sáng hôm sau, Nani nhận được một đóa hoa. Leonard nói không phải do mình tặng, đoán là do khách sạn gửi đến. Nani mở phong thư ra, bên trong là bức vẽ khỏa thân của cô. Không cần nghĩ cũng biết đó là tác phẩm của Jacob. May là Leonard đang mặc quần áo nên không thấy vẻ mặt chột dạ của cô. Anh còn vui vẻ cất hoa cho cô, muốn vận động trận nữa. Nhưng cô làm gì còn tâm trạng, chỉ đành lấy cớ từ chối. Lúc đang ăn sáng, Jacob đột nhiên xuất hiện. Cậu chào hỏi Leonard với tư cách người hâm mộ. Chuyện này dọa Nani sợ hết hồn. Bây giờ sủi cũng không phải cách hay. Cô chỉ đành cắn răng chào hỏi Jacob. Cô giới thiệu với chồng Jacob là sinh viên lớp mình. Leonard không nghi ngờ gì, anh mời Jacob ngồi xuống nói chuyện. Jacob nói chuyện từ tốn, nhanh chóng khiến Leonard hứng thú. Dạo gần đây công ty anh đang tuyển thực tập sinh, Leonard bảo Jacob đến làm thử. Thậm chí anh còn đưa danh thiếp của mình cho cậu để cậu liên lạc. Nani khỏi nói nhức đầu thế nào, muốn chen mồm vào cũng không được. Đợi Jacob đi, Nani chút giận lên Leonard. Cô nói đi trang mật mà lại nói chuyện công việc. Leonard vội vàng xin lỗi, một trận sóng gió nhỏ đã qua. Trở về từ trang viên, Nani lập tức đi tìm Jacob tính sổ. Jacob không ngừng xin lỗi, nhưng hành động của cậu khiến cô sợ gần chết. Nani phải suy nghĩ lại chuyện ly hôn. Buổi tối Nani đột nhiên nhận được điện thoại của Vujo, anh ta muốn gặp cô. Đó là chuyện liên quan đến danh tính của Jacob, nhưng không được để Leonard biết. Nani lấy lý do đến trường ký tài liệu để lừa Leonard ra ngoài gặp Vujo. Vujo cũng không nói nhảm, đưa luôn ghi chép vụ án Benjamin cho cô xem. Vì vụ án này mà chồng cô trở thành thẩm phán còn anh ta thì bị thương. Brenda là nhân chứng duy nhất của vụ án. Nani không hiểu chuyện này liên quan gì đến Jacob. Rất liên quan ấy chứ. Jacob là con trai của Benjamin. Vujo có lý do để nghi ngờ cậu tìm Nani để báo thù. Vì Leonard đã kết tội bố Jacob. Nghe đến đây Nani như không thể tin vào tai mình. Cùng lúc đó, viên cảnh sát âm thầm liên lạc với Leonard. Vujo đang điều tra vụ Benjamin. Điều này gây bất lợi cho bọn họ. Lẽ nào Leonard và vụ án Benjamin có liên quan đến nhau sao? Hay nói cách khác Benjamin không có tội. Jacob điều tra được chân tướng nên cố tình tiếp cận Nani để trả thù Leonard. Trong khi đó, Jacob đến một viện dưỡng lão, mẹ anh đang ở đó. Y tá vô tình nhắc đến bố của Jacob đã khiến mẹ cậu phát bệnh. Họ mới phải gọi Jacob đến. Nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, Jacob nhớ lại đoạn ký ức đau buồn kia. Sau khi bố cậu bị bắt, mẹ và cậu luôn đến thăm ông trong tù. Bố cậu luôn miệng nói mình bị đối xử bất công. Ông không hề sát hại cô bé kia. Nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, mẹ và Jacob không thể không tin. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai mẹ con, người bố hoàn toàn tuyệt vọng. Ông nhân lúc cảnh sát không đề phòng cướp súng tự kết liễu trước mắt cậu. Xem ra lý do Jacob tiếp cận Nani thực sự là có mục đích khác. Không phải vì tình yêu đích thực như cậu nói. Sau khi biết danh tính của Jacob, Nani cố gắng hết sức để tránh mặt Jacob. Cô cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Hôm đó lúc tan học, vì trốn Jacob nên Nani để quên túi xách tay. Lúc nhận ra không thấy túi cô lập tức quay lại phòng học tìm. Nhưng vẫn chậm một bước, chiếc túi đã bị Jacob lấy mất. Con gái Jinle nhắn tin với Jacob nhắn đến nghiện. Nhưng cô bé vẫn không biết Jacob thật sự là ai. Jinle đề nghị gặp mặt nhiều lần nhưng đều bị từ chối bởi đủ lý do. Bạn bè cô bé nhìn mà thấy lo, sợ cô bé bị người xấu lừa. Nên cô bạn tìm một cao thủ về điện thoại dò tìm địa chỉ của đối phương. Như thế thì dù người kia có không đồng ý gặp mặt, Jinle cũng tìm được cậu. Nhưng đối phương đang tắt máy nên cao thủ không thể theo dõi được. Nhưng cao thủ đã cài một ứng dụng vào điện thoại của Jinle. Chỉ cần đối phương mở máy là cô sẽ nhận được định vị. Jacob là một kẻ thông minh. Chiếc túi của Nani có mã khóa, cậu tìm thông tin về con gái của cô. Sau đó thử nhập ngày sinh của Jinle nhưng lại không mở được. Mật mã không phải sinh nhật con gái, vậy có thể là ngày sinh của cô. Nhưng Jacob không biết sinh nhật của Nani ngày bao nhiêu. Chỉ đành hỏi Jinle qua tài khoản Pokeboy. Cậu muốn moi tin ngày sinh của Nani từ con gái cô. Nhưng cậu không biết về ứng dụng trong điện thoại Jinle. Jacob vừa mở máy Jinle đã nhận được định vị.
cô bé theo định vị tìm đến tiệm sửa xe, gọi thẳng mặt Pokeboy. Jacob cố tình giả ngu. Để xác nhận thân phận của Pokeboy, Jin Lee ấn nút gọi. May mà Jacob phản ứng nhanh, cậu lập tức tắt máy. Thế mới thoát được một kiếp nạn. Qua trò chuyện, Jacob biết được ngày sinh thật sự của Jin Lee. Thì ra để lừa mọi người, cô bé đã đặt ngày sinh sai cho mọi tài khoản. Sau khi cô bé rời đi, Jacob thử nhập ngày sinh của cô bé vào. Quả thật đã mở được túi xách tay. Cậu tìm thấy ghi chép vụ án của bố trong túi. Cuối cùng cậu đã hiểu lý do Nandi tránh mặt mình. Vujo lo cả nhà Nandi sẽ gặp nguy hiểm nên nghiêm túc điều tra vụ án Benjamin. Lúc đó, sau khi Vujo rời khỏi sở cảnh sát, Brenda đã có hai lời khai. Theo điều tra gần đây, Vujo phát hiện lời khai đầu tiên không thấy nữa. Anh ta muốn hỏi viên cảnh sát nội dung lời khai đó vì dù gì anh ta cũng phụ trách vụ này. Nhưng anh ta nói lúc đó mình không ở hiện trường. Kỳ lạ thật, thân là cảnh sát phụ trách vụ án mà nhân chứng cho lời khai lại không ở đó. Thật là không còn gì để nói. Viên cảnh sát không đưa ra lời giải thích về chuyện này. Anh ta nói lời khai lần thứ nhất không quan trọng, lời khai thứ hai mới quan trọng. Vì lời khai thứ hai mới định tội Benjamin. Nói đến đây, Vujo cũng không truy hỏi nữa. Anh ta trả tài liệu vụ án lại cho viên cảnh sát. Viên cảnh sát nhanh chóng liên lạc cho Leonard bảo anh không cần lo lắng. Vujo chỉ hỏi lời khai thứ nhất và trả lại tài liệu vụ án. Dù vậy, Leonard vẫn hơi không yên tâm. Dù sao lúc đầu cũng là anh chỉ đạo Brenda làm nhân chứng. Vấn đề đến rồi đây. Tại sao Leonard lại yêu cầu Brenda làm nhân chứng? Vì tiền bạc thăng chức hay chính anh mới là hung thủ thật sự? Cùng lúc đó, Jacob cầm túi xách đến nhà Nandi. Cậu nói mình đến trả lại đồ cô để quên ở giảng đường. Nandi vội vàng mở túi ra xem. Khi thấy tài liệu vẫn trong túi mới chút được nỗi lo. Ai ngờ thở chưa ra hơi đã nhận được điện thoại của Vujo. Anh ta tìm thấy chứng cứ rồi. Thắt lưng ở nhà Brenda là của Jacob. Cũng đồng nghĩa chính Jacob đã giết hại Brenda. Nandi vô cùng căng thẳng. Jacob đang ở trong nhà cô, cậu đến trả lại túi sách. Nhưng cô chắc chắn Jacob không biết trong túi có tài liệu vụ án. Vì túi có mã khóa, nó chưa bị người khác động tay động chân vào. Cô phải mau đuổi Jacob về. Vừa tắt máy, Jacob đã xuất hiện trước mặt cô. Cô căng thẳng cầm lấy con dao rồi đuổi Jacob về. Lúc đó Leonard đột nhiên xuất hiện, anh còn mời Jacob ở lại ăn tối. Anh còn muốn giới thiệu con gái cho Jacob. Chuyện này dọa Jacob sợ một phen. Ban ngày Jin Lee vừa tìm Jacob, tối đã thấy cậu xuất hiện trong nhà mình. Như thế này thì thật khó giải thích. Để tránh mặt Jin Lee, Jacob chỉ đành rời đi trước. Buổi tối, đợi Leonard ngủ say, Nandi lén lút gặp mặt Vujo. Vujo đã tìm thấy máy quay gần nhà Brenda. Anh ta phát hiện vào ngày chủ nhật sau khi Nandi rời đi 3 tiếng, Jacob đã đến nhà Brenda. Sau khi trở ra không thấy thắt lưng đâu nữa. Điều này chứng tỏ Brenda bị Jacob giết chết. Vì Brenda là nhân chứng khiến bố cậu phải vào tù, nên Jacob đã tìm Brenda trả thù. Nói đến đây, Nandi bỗng nhớ lại câu nói của Brenda. Trông Jacob rất quen. Vujo đoán Jacob đến tìm Brenda để xác định cô ta có biết danh tính thật của mình không. Sau khi biết mình bị phát hiện, Jacob đã đánh ngất Brenda và đặt cô ta vào bồn tắm. Sau đó dùng thắt lưng siết cổ tay Brenda rồi cắt cổ tay. Họ phải nói chuyện này cho Leonard biết. Nandi không đồng ý, đây là lần đầu tiên anh cố gắng cứu vãn hôn nhân. Nếu phải nói chuyện ngoại tình cho anh thì người nói cũng phải là cô, chứ không phải là anh trai chồng Vujo. Cô biết mình ăn nem bên ngoài thì Vujo cũng ghen, nhưng không thể vì ghen mà đổ oan cho Jacob. Nhưng nghĩ lại, nếu Jacob thật sự là hung thủ giết Brenda, Nandi làm thế này chính là che giấu hung thủ. Đấu tranh cả một đêm, Nandi quyết định thừa nhận với chồng. Ai ngờ Vujo đột nhiên đổi ý, không được để Leonard biết. Vì mục đích của Jacob chính là phá hoại hạnh phúc của họ. Nandi nói chuyện ngoại tình với chồng chẳng khác nào đúng ý Jacob. Về phần phải đối mặt với Jacob thế nào, Vujo vẫn chưa nghĩ ra cách. Lúc này Nandi nhận được tin nhắn của Jacob. Jacob chuẩn bị nói hết mọi chuyện với cô. Để bảo vệ gia đình, Nandi đưa điện thoại cho Vujo để anh ta nghĩ cách xử lý. Vujo lập tức hẹn gặp Jacob. Đợi Jacob đến nơi, Vujo nhân lúc cậu không chú ý đánh ngã cậu. Sau đó ấn cậu vào nước khiến Jacob nhớ lại lúc nhỏ. Lúc nhỏ cậu cũng từng bị mẹ dìm xuống nước như thế này. Hoảng sợ khiến Jacob nhanh chóng ngất đi. Lúc đó Nandi gọi điện thoại cho Jacob, Vujo làm như không nhìn thấy. Anh ta nhét Jacob vào trong túi ngủ kéo đến một khu nhà bỏ hoang. Vujo ép hỏi Jacob tại sao lại giết Brenda. Không biết có nhận được câu trả lời không. Dù sao Jacob cũng bị Vujo ném vào rừng sâu, không rõ sống chết. Trong khi đó, Leonard sớm đã nghi ngờ Nandi. Tối đó khi Nandi đi gặp Vujo về, Leonard đã thức. Vì gia đình này, Leonard không vạch trần Nandi. Nhưng anh càng nghĩ càng thấy sai. Nghe tiếng Nandi về nhà, anh vội vàng trốn đi. Nandi thấy trong phòng không có người thì lập tức gọi điện cho Vujo. Cô phải nói với Vujo mình không thể cứ mãi gọi điện thoại được. Lời này khiến Leonard càng thêm nghi ngờ. Nandi mong Vujo mau trả lời điện thoại. Leonard nghe trộm lời Nandi. Dòng thời gian quay về 20 năm trước, Nandi vốn là bạn gái của Vujo, Leonard quấn mãi không bỏ mới lấy được cô. Bây giờ Nandi lại liên lạc với Vujo khiến Leonard không kiềm được nghi ngờ. Hai người lại nối lại tình xưa. Buổi tối Nandi lại mơ thấy một giấc mơ thấy Jacob bị Vujo giết chết.
Cô vô cùng lo lắng, trời vừa sáng đã đến tiệm sửa xe tìm Jacob. Leonard tỉnh dậy phát hiện vợ không nằm bên cạnh mình. Anh như phát điên tìm khắp nhà. Thấy xe không đậu ở sân thì lập tức gọi điện thoại cho cô. Nhận ra cô không đem theo điện thoại, anh kiểm tra điện thoại của cô. Sau đó Leonard tiếp tục tìm trong phòng để đồ, cuối cùng tìm thấy bông hoa kia và tấm thiệp viết ký hiệu X. Anh càng thêm nghi ngờ Nandi và Vujo đã nối lại tình xưa. Thậm chí anh còn sinh ra ảo giác, cơn ghen làm mờ lý trí. Leonard cầm súng đến khách sạn tìm Vujo. Lúc đó Vujo đã về khách sạn sau đó gọi điện cho Nandi. Không ngờ người nhận điện thoại lại là Leonard, mà anh còn đang đứng ở phía sau anh ta. Leonard không nhiều lời trực tiếp giơ súng lên. 10 năm trước Vujo bắt anh làm chuyện anh không muốn. Lúc trước anh cảm thấy áy náy, nhưng giờ thì hết rồi. Vì Vujo đã động vào vợ anh, Vujo không thèm để Leonard vào mắt. Anh ta chất vấn 10 năm trước Leonard rốt cuộc đã làm gì. Về chuyện cô bé kia bị sát hại, khi không có bằng chứng, Leonard khăng khăng cho rằng Benjamin có tội. Vujo đề nghị điều tra tài xế của bộ trưởng. Vì cô bé đó là con gái bộ trưởng, có người nhìn thấy tài xế đón cô bé. Nhưng Leonard lại cho rằng bộ trưởng tin tưởng tài xế, sống chết không được điều tra hắn. Nghĩ đến đây, Vujo động thủ hất súng trong tay Leonard xuống đất, sau đó tóm cơ hội khóa tay anh vào. Vujo chất vấn Leonard anh có ép buộc Brenda làm nhân chứng không? Mạng sống bị đe dọa, cuối cùng anh cũng thừa nhận. Nếu là Leonard ép Brenda làm nhân chứng, vậy vết đạn trên chân Vujo cũng do anh làm. Đối mặt với sự tra hỏi của Vujo, Leonard không phủ nhận. Trong khi đó, Jacob trong túi ngủ đột nhiên tỉnh lại. Thì ra Vujo không giết chết Jacob, cậu chỉ bị ngất đi. Tỉnh lại, Jacob vội vàng chạy về phía đường lớn. Cậu bắt gặp Nandi đang đi tìm mình. Jacob vô cùng phẫn nộ, không ngờ Nandi lại nhờ Vujo giết cậu. Lẽ nào Nandi thật sự nghĩ cậu là người hại chết Brenda sao? Trong ánh mắt Nandi cậu tồi tệ thế sao? Cậu liên lạc với Nandi chỉ vì để giải thích tất cả cho cô. Kết quả Nandi lại bảo Vujo đến giết cậu. Cậu biết Brenda là nhân chứng, lời khai của cô ta đã khiến bố cậu tự sát. Nên cậu nghĩ Brenda chết cũng đáng, nhưng hung thủ không phải là cậu. Đời này cậu chỉ muốn làm một luật sư, vì luật sư biết cách thực thi công lý. Nhưng cậu nhận ra dù làm luật sư cũng không thể chứng minh cho bố mình. Khi đó Nandi xuất hiện trong trường. Cậu bắt đầu theo dõi cô, chồng và con gái cô. Cậu cố gắng tìm cách chứng minh trong sạch cho bố mình. Lúc đầu Jacob chỉ coi Nandi là công cụ. Nhưng sau khi hiểu về ý thức chính nghĩa của cô, cậu không hiểu sao Nandi lại cưới loại người như Leonard. Cậu thừa nhận lúc đầu có ý định giết Leonard, nhưng sau đó cậu đã yêu Nandi và từ bỏ ý định đó. Nghe thấy Jacob còn theo dõi con gái mình, Nandi đột nhiên mất bình tĩnh. Cô mắng cậu là kẻ biến thái, bảo cậu tránh xa gia đình mình ra. Chuyện này chọc điên Jacob. Jacob phải để Nandi nhận ra không ai quan trọng bằng cậu. Phần 1 của Fatal Seduction kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hãy nhấn thích, theo dõi để chờ những bộ phim thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.